Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay rằm tháng 10, dân bãi ăn tương caramel, mua quá nhiều cái món tương cho dân bãi ăn luôn. Đậu hũ, kho hũ hoa, cà ri, đậu hũ, kho thơm, mắm ruột, nem, chả, mắm ruốc, tương ớt, bún. Trời ơi, dân bãi kể cái món ăn của dân bãi không hay, cái miệng của dân bãi nó mỏi rẻ mặt luôn. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng đồ tương với dân bãi. Đó, giờ dân bãi múc bún liền. Quá ngon, bãi chan cà ri vô. Bãi mời cả nhà bún với cà ri. Cà ri nó ngọt mà nó béo, nó thơm, nó ngon gì mà nó ngon lạ ngon lùng luôn. Dân bãi ăn mà đi cả một vùng nó cũng vẫn còn ngon luôn. Quá ngon. Những cái món đồ tương này nó rất là ngon luôn cả nhà. Dân bãi mời cả nhà. Trời ơi, cái hũ hoa kho nó mặn cứ bằng rẻ mạt luôn. Cái nước mà nó mặn mà nó ngọt, hũ hoa nó nhẫn rất là ngon luôn. Bãi mời cả nhà miếng thơm. Miếng thơm á thì nó thơm nhưng mà cái nước nêm á thì nó ngọt mà nó mặn cả nhà, quá đã. Quá ngon. Còn bãi một bún nữa. Còn bãi thử miếng mắm ruốc chay. Dân bãi mời cả nhà mắm ruốc chay. Cái mắm ruốc chay nó thơm mà nó cũng quá mặn luôn. Bãi đưa trái ớt vô. Trời ơi, trái ớt nó cay vô bằng nồng nàn luôn. Mấy cái món đồ chay này mà ăn với bún, bún nào mà chịu nổi dòng bãi. Dòng bãi ăn kêu bằng lên bờ xuống ruộng luôn. Gấp mắm ruột. Dòng bãi mời cả nhà mắm ruột. Cái mắm ruột nó rất là nhiều, vừa ăn luôn. Nó ngọt ngọt, nó chua chua, nó thơm thơm. Trời ơi, nó thơm gì mà dân bãi tôi mơ màng mà nhớ chợ mới Thủy Chung luôn. Nhớ chưa thích thích. Quá đã. Ông bãi mời cả nhà. Mắm ruột đồ chay mà ăn với bún, thứ nào mà chịu nổi. Trong bãi ăn cho còn thấy thương luôn. Em trong bãi kèm vô bánh ớt luôn đó. Trong bãi cho lẩu vô tương ớt. Trong bãi mời cả nhà nem. Trời ơi, nem thì nó chua, ớt thì nó cay. Con cay dân bãi cứ bằng méo cái miệng luôn. Quá cay. Bãi mời cả nhà đậu hũ. Ngon quá.
rồi sẵn bún luôn. Quá đã. Bà chan cái nước kho vô. Đó. Bởi mời cả nhà hủ qua kho. Qua nhẫn nhẫn nó thơm thơm, trầu rượu nó ngon. Qua nhẫn nhẫn nó thơm thơm, nó ngon gì mà dân bãi ăn cơ mà. Quá đã luôn. Gấp nem quất vô tường ớt. Con bà mời cả nhà nem với lại bánh ớt. Nem thì nó chua, ớt thì nó cay. Nó cay mà tới Bến Ninh Kiều luôn. Con bà ăn qua tới cầu Cần Thơ nó cũng vẫn còn cay. Nó cay ít thịt. Quá lạ. Bãi mời cả nhà miếng mắm ruột. Cái miếng mắm ruột nó nhúc cái gia vị vô nó rất là vừa ăn. Bãi cắp cái miếng thơm với lại miếng đậu hũ. Trong bãi mời cả nhà miếng đậu hũ với miếng thơm. Đậu hũ thì nó béo, miếng thơm thì nó thơm. Hai cái này nó hòa quyện lại, nó làm cho dân bãi ăn mà có cái cảm giác lòng của dân bãi nó cứ lăn 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 giấc mộng ban đầu luôn. Quá đã. Bãi mà cả nhà mắm rút chai. Rồi cho ớt vô. Trời ơi, trái ớt nó cay mà nó làm cho dân bãi kêu bằng mơ màng mà nhớ hình bóng Diễm Kiều, muôn thở chẳng mờ phai luôn. Quá ghê. Lại gấp bún tiếp tục. Chan cái nước kho vô. Đó. Thật sự những cái món đồ chay này nó rất là ngon. Tuy rằng nó đơn sơ, giản dị cả nhà, nhưng mà dân bãi ăn nó rất là ngon luôn. Nó ngon mà dân bãi ăn nó no, dân bãi cứ bằng đứng ngồi không yên luôn. Quá đã. Trái ớt ngọc cai cứ bằng tâm tình quê hương luôn. Cái mồ hôi dân bãi nó rớt là lách bạch, nó rớt thấy thương luôn. Dân bãi mời cả nhà. Nó dẻo mà nó thơm. Quá ngon. Thật sự mà không biết ai nấu những cái món đồ tương này
trong bãi ăn mà nó ngon như bà chịu đời cũng nổi luôn. Những món đồ tương của miền Tây này nó mang đậm chất quê hương luôn, nó rất là ngon luôn cả nhà. Vậy húp nước cà ri luôn. Cái nước cà ri ngọt ngọt nó béo béo, nó rất là ngon luôn. Vô bãi húp rồi kéo người ro 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 như người ta kéo đần cỏ. Quá đã. Bãi gấp 4 tiếp. Mời cả nhà miếng đậu hũ cà ri. Quá ngon. Quất miếng tương ớt vô. Trời ơi. Ớt nó cay. Quá ngon, bà tiếp tục chan nữa. Bà mời cả nhà. Cái món đồ tương miền Tây quê tôi này quá đã. Ngon trong bãi ăn kiểu miệt mà luôn, trong bãi ăn thấy thương luôn. Đưa ớt vô. Trời ơi, trái ớt nó cay trong bãi chịu đời cũng nổi luôn. Nhỏ xíu mà nó cay rồi một trẻ mặt. Chan nước cà ri vô. Đồ ăn này rất là ngon luôn. Bãi mời cả nhà. Quá đã. Nguồn của những bãi trời lớn luôn. Đó. Bãi gấp cái ớt lên. Bãi bẻ cái đầu ớt này ra. Trâu cái đầu ớt này cứ ngắt về nhằn. Để quên quên dòng bãi nhai dòng bãi nuốt. Cái nó mắc cổ dòng bãi chừng trắng luôn. Quá đã. Bãi kèm vô miếng hủ qua kho. Bãi quết vô tương ớt luôn. Đó. Nhưng bãi mời cả nhà miếng hủ qua với trái ớt. Trời ơi chết nó cay. Cay dân bãi chịu đời không nổi. Cay lên bờ xuống ruộng luôn. Muốn mọi học luôn. Quá sức. Nó thiếu mà nó cay còn rẻ mặt. Quá đã luôn. Dân bãi mời cả nhà cà chà đá. Những cái món đồ tương này nó rất là ngon dân bãi ăn luôn. Món nào nó cũng giật đều luôn. Nó ngon dân bãi ăn quên quên cái bụng dân bãi no muốn bể cái bâm luôn. Quá sức chân này quá sức. Dân bãi cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dân bãi nha cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây.
Cả nhà thấy Văn Bãi ăn những cái món đồ tương này nó có ngon có hay, cả nhà cho Văn Bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để Văn Bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Văn Bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.